kìa. Đúng bài rồi. À, rõ ràng anh cancel khi đỡ bóng mà. Cái bóng 19 nếu anh em xem ấy, cả Việt Nam sợ em đỡ bóng bằng cancel luôn. Đỡ bóng bằng cancel là một cái đỉnh cao luôn đấy. À, bóng 20 này cancel nó cũng bớt bớt khôn đi rồi. Cancel em luyện rất lâu mà. Đó là một trong những cái skin mà em luyện lâu nhất. Nó quá khó để mà luyện. Em thấy không? Thế là tôi mà lên lực thì tôi vẫn có kịp, tay tôi ấn cancel ngay vì tay tôi lúc nào cũng giữ cả cả cái nút R2 nữa. Nước máy dần sân si chỉ nhau lặn quán lên. Vui mà, nhưng mà cái đấy là vui, còn chửi nhau ở đây là chửi nhau kiểu chửi thật cơ anh ơi. Nó không vui tí nào luôn, chửi nhau kéo dài vài ngày luôn còn được ấy. Không có đau đầu lắm, vui gì? Chưa này vui gì, chỉ đấy chửi nhau rồi anh em ạ. Chửi nhau loạn hết cả cộng đồng lên. Bật máy lên và chiến với em luôn này. Đợi chờ gì nữa anh. Ui, mày quá chỉnh gôn kịp. Chết này. Ôi rồi em xin. Nelson Oliveira. Một xoạc. Tôi bảo mẹ tôi. Khó thế. Thôi anh ạ, làm thế anh em chửi chết. Làm thế anh em chửi á, chửi phụ á. Thôi, không phải ham hố rồi anh em. Ui! Bóng không truyền vào hay như thế. Gameplay PC nó khác mà cũng chả sợ mất tay đâu anh. Mất tay gì, mình có phải đá chuyên nghiệp và giữ tay để lấy thành tích ở câu lạc bộ đâu. Đá vui mà anh, nếu mà thích thì cứ tải về mà chơi. Nó khác nhưng mà em tin là anh em cũng không cảm nhận được mấy đâu. Một bàn. Hello Trần Công Minh nha. Hello, hello anh em mới vào nha. Cả nhà mới vào giúp em chia sẻ và thả tim thật là nhiệt tình anh em nhá. Nhiều anh em quá, 300 mấy anh em lên 400 mấy mà không thấy tim like gì cả. Buồn vãi, chíu khọ vãi. Em thấy không? Tức là mỗi lần tôi lên lực để tôi giả vờ truyền ấy. Đấy là một tình huống mà tôi cancel để cho lừa người ta ấy. Tôi lại rất ít khi dùng ngu nghịch. Mình ít khi mất vị trí như Tavi nhưng mà mình lại best friend là dành cho người ủng hộ anh em nhá. Hello Tiến Anh nha, hello hello anh em mới vào nha. Best friend là dành cho người ủng hộ nhưng mà fan cứng cũng được nhận hết tip mà. Fan cứng cũng sẽ nhận được nhận hết.